Easy. Mày nói ủa không phải không phải không phải không phải. Easy. 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 Phục kích nửa tu là sao nhỉ? Phục kích nửa tu à? Cái này mở sao? Từ 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 từ. Từ từ nha, từ nha. Bây giờ các tử tu đang chuẩn bị tới. What the fuck, nữ tu gì đâu ra đây trời? Hả? À, những kia hả? Thế là bây giờ mình chỉ cần đứng ở đây thôi. Vậy thôi, giết ở đây thì nó kiểu nó cũng qua đây mà. Mình nã pháo vô nó. Mang trước mắt bắn này trước đi. Đấy, easy. Nữ tiết nè, nữ tu nữ tiết nè. Nhưng mà ok, cứu thì dễ thôi, nhưng mà mình không biết ủa, làm sao để cứu tụi này ta? Rồi cứu con này dễ nè. Easy liền. Cứu các con tin còn lại. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Này là cái gì? Ôi mẹ ơi, chết mẹ rồi, tụi nó cầm súng máy tụi nó tỉa qua đây chết mẹ đó. Từ từ, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Easy. Còn mình không biết, mình vấn đề mình không biết làm sao để cứu tụi này ta. À đây 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 đây. Chuẩn luôn, easy. Hoàn thành nhiệm vụ. Ad game. Ok, hoàn thành nhiệm vụ. And easy. Chờ, dăm ba cái nhiệm vụ này. Chỉ là ám sát thôi mà, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Kiểu đứng nói chuyện tí là sẽ được ra cái chỗ kho báu mới đó, thấy không? Hiển thị lên trên bản đồ đó. Nói chuyện tí là có kho báu báu mới liền. Kiểu game này không phải là nó tự show ra đâu, mình phải nói chuyện xong rồi tìm. Nói chuyện xong rồi người ta đưa. Cái gì vậy? Ủa đã. À, con Faye đang nói chuyện với mình cho nên là mình không có làm nhiệm vụ được, nhận nhiệm vụ phụ được. Em sẽ chỉ tay dẫn lối cho anh. Chết mẹ rồi, chị sắp bị bắt rồi hả? Bạn đã được phù hộ. Đúng đấy, là sao? Phù hộ là sao đây? Vậy là có nhiệm vụ chơi, mới mở thêm cái nhiệm vụ nữa đó. Và cái là bạn đều phù hộ, nó tôi mệt ghê luôn á. Ok, bây giờ nhận nhiệm vụ này để đi giết siêu gấu hả? Mẹ thấy đứng ngay đây là nghi rồi. Bạn đã được phù hộ. Là sao nhờ? Vẫn chưa hiểu tại sao là bạn đã được phù hộ. Ok, tới nơi. Tuyệt tình cốc. Tuyệt tình cốc ở Đà Lạt mà đúng không? Tuyệt tình cốc là có thêm một cái biển nữa, có cái hồ gì mà xanh dương đẹp lắm mà trong này không có. Khùng ghê á. Này mà tuyệt tình cốc mẹ gì? Tuyệt tình cốc lấy nhưng tôi phải có biển chứ, phải có cái hồ chứ. Khoan nhà chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Bây giờ phải lấy cái khẩu này thôi, giết gấu mà không có. Giết gấu mà không có khẩu này hơi mệt. Ok. Đây nó này, nó này. Trời ơi. Không phải hả? Đồ không phải luôn. Ủa chứ nó đâu? Easy. Mày nói ủa không phải không phải không phải không phải. Easy. 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 Má. Pháo này mạnh quá cho nên là đồ hết. Easy. Max. Con này đủ mới chơi đồ hay gì mạnh dữ vậy?
À quên đúng rồi, nó chơi đồ mà, nó hết hit list mà các bạn. Còn một quả cuối. Easy. Hình như tan sáng rồi cho nên là không lấy da được. Ôi trời, mới tội nghiệp chó vậy, chó chết rồi. Hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh. Ok, bây giờ chạy qua bên kia đã. Chạy ra khỏi đây đã. Đứa nào ta? Đúng rồi, leo lên đây. Má, hết khi blitz xong mình nhìn trâu chó hơn á. Ước gì mình cũng hết được khi blitz xong rồi mình trâu chó. Nhưng mà xui quá, mình hết vô xong rồi mình đi die luôn á. Chứ không có trâu đâu. Guy Marvel. Nà ní Guy Marvel. What the fuck Guy Marvel? Là sao ta? Sao lại có Marvel trong này nữa? Bộ này Far Cry Ubisoft collab với Marvel hết trời. Ồ, ở đây có thêm cái dấu hiệu nhận biết ở trên bản đồ nữa nè. Mình bây giờ mình lại đây đã. Lại nãy đây. Whoa. Easy. Easy. Đồ mất ly sạch sẽ luôn. Đúng không? Đúng rồi. Anh trai, em vừa cứu anh đó, giờ thì anh cho em biết ấy đi. Easy, sao? Nhẹ nhàng. Ồ giờ thôi lấy cái xe đồ, mấy xe này gắn nhạc luôn hả? Hết điên thiệt luôn á. Đồ của ông nội là đạo diễn hả? Chứ không phải là Marvel chứ. Ý, gai Marvel chứ. Blood Dragon, ông quay phim mà Blood Dragon hả? Tức là cái phần DLC của Far Cry 3 á. Im lặng là vàng, ok. Tôi hiểu hết, cái này là, ừ đúng rồi, mình nói chung là mình chưa chơi hết thành toàn bộ Far Cry 3 Blood Dragon, nhưng mà mình cũng nhớ nó kiểu neon vậy nè. Cũng giống giống vậy nè. Đây mình thấy cái tấm poster đây, đó chuẩn luôn, Far Cry 3 Blood Dragon. Ồ, mình thích mấy cái game mà kiểu nó có liên kết nội dung với các phần trước á, kiểu nó liền mạch. Dạ ba này nói chuyện không có. À đây. After he refused to use live ammunition on cows. Now his genius idea is to shoot a scene like a silent film, only using sound. So, you can thấy cứ quay phim như quay phim câm vậy á. Go figure. This place is loud as fuck. Your job is to kill the sound, and I mean kill it. You hear that horn? It's shit like that we gotta shut down. Go kill the noise. Whatever it takes. Ok, ý là bây giờ mình phải dọn dẹp khu này để cho nó thật im lặng á. Đừng 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 có để ồn mà để tụi này quay phim. Tụi này muốn quay phim như quay phim câm vậy á. Bắn không được hả? À, được 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 được. Ồ, má xì cái gì ra vậy? À, cứ tưởng trái xong mình mất máu chứ. Phá hủy xe phát ra còi. Ok, bây giờ sẽ tìm cái xe. Đồ má, nguyên nguyên một khu luôn hả? Đồ mà tụi nó tai nạn chứ là tụi nó mới mới. À không phải tụi nó tai nạn mà là tụi nó bị. Trời ơi bắn lộn. Easy. Mày hả mày? Mày hả mày? Headshot liền. Bơm máu. Trời ơi mấy cận chiến nhìn buồn ngủ thiệt luôn á. Căng thẳng quá. Chó này tính tiếng bom nè. Chó này tính tiếng bom nè. Má. Cứ tưởng là phá hủy còi để cho nó bớt ồn ào thôi, ai về. Ai về không dễ như vậy đâu. Tưởng đơn giản thì cái nguyên khu này tụi nó đứng, tụi nó bóp kèn ồn ào. Nhiệm vụ á là bóp kèn, còn mình thì đi giết người. Má khùng điên thiệt, ở ngoài đời kiểu này chắc chết quá. Dọn dẹp khu vực chặn tiếng ồn. Hay dọn dẹp tiếng ồn của nó, má tiếng súng kìa. Dẹp khu tụi nó tiếp rồi.
Giờ để tiếp tục là cái bọn đầu bùi đó rồi. Leo lên được không? Má leo đi. Trời ơi, không leo được luôn chứ. Chán thiệt. Bây giờ ở đâu? Ủa ở đâu? Ủa, đồ mất tiếng chó gừ đúng không? Khoan, bình tĩnh. Ủa sao giờ còn có thằng vậy? Mượt liền. Hết sợ. Nhẹ nhàng. Tìm kiếm mẹ gì trời má gì đông vậy, đông vậy, gì đông vậy. Nè bất ngờ nè. Trời ơi, sạc gân gì bắn sai không được đúng rồi. Đấy, phải thế. Easy. Kiểu kiểu tụi nó đứng một lúc á thì lấy sạc gân ra thục cho nhanh. Chứ bắn súng này hơi mệt. Thấy không? À, cứ lại rồi càng thôi. Easy. Mọi chuyện rất là dễ dàng với sạc gân khi mà đứng cận chiến. Ấy lộn, đứng khoảng cách gần chứ. Ông nội này chết hả? Bị bắn cung chết hả? Trời ơi. Đúng là chỉ có trong game thôi, ở ngoài đời mà sát người mà chết chỗ này còn lâu. Còn lâu mà dễ chuyện cảnh sát vô liền. Trong game sát người chết giống nó rất là nhẹ nhàng, cuộc sống rất là đơn giản thôi. Quay 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 quay. Rồi ăn cứt luôn. Easy. Easy. Ồ, má một khu luôn hả? Tụi này là chơi thuốc rồi, tụi này đã bị hút hết hết cái bliss rồi. Trời bắn trường không vậy? Hết chưa? Chưa chưa chưa. À này đạn cháy, này đạn cháy. Tiếp tiếp tiếp. Phá hủy xe chở loa, đồ mất còn nữa nè. Ủa, cái con kia đâu rồi? Cho mày nổ luôn. Bùm. Easy. 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 Đồ mất còn nữa hả? Tụi nó châu chó vậy? Trời má, tụi nó bị cái gì? Má, đây tụi nó tự spawn luôn. Ít chứ còn phải có logic một tí chứ, sao lại tự spawn ra? Dọn dẹp khu vực đoàn làm phim. Easy. Đồ con chó này trâu nha. Hết đạn, hết đạn, hết đạn rồi. Bây giờ mình đổi súng sang súng khác. Đạn xuyên giáp, đỡ đạn xuyên giáp đã. Chứ kia hết đạn mẹ rồi. Buông với gai. Đây, hết đạn thì bơm đạn vô. Tears in my eyes, a raging boner in Guy Marvel's khakis. You got a natural talent, kid. Those pussies back in Hollywood could learn a little something from you. The ferocity you showed, intense, frightening. You made me shoot my pants a little, but I liked it. Now I can finally spray my magic all over this film. Blood Dragon 3 will be a masterpiece. Seriously, it has to be. I can't go back to working on shit. Ý cái nó huyết long truyền kỳ 3 là Far Cry 3 phiên bản DLC Blood Dragon á. Blood Dragon là huyết long á. Má cần phải dịch đỉnh gì không trời. Oh, I'll kill myself, I swear to fucking God. Oh, and I wasn't kidding before. Close set. Get the fuck out of here. Hả? Mình giúp nó xong bây giờ nó kêu mình biến mẹ mình đi. Hết hồn chưa? Con chó này hơi mất dạy nha, không biết trả ơn luôn chứ. Nói chứ không phải cho tí tiền chứ ba. Ngăn chó. Ồ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai bị phát hiện hả? À, cái xe. Đồ tụi nó còn đây luôn. Hình như mình nghe máy bay trực thăng hả? Không có, không có, không có. Không có trực thăng, không có trực thăng. Từ từ, từ từ, từ. Giết hết tụi này đi. Mầm mống tương lai đó. Hết hồn liền. Thằng này làm gì chạy ra túi đó ta?
À, chạy má. Easy. Chết mẹ, chết mẹ. Rồi, đúng luôn, đúng luôn, đúng luôn. Má. Từ từ nha, từ nha. Bắn. Đấy. Má bắn không dính đó trời. Không lẽ bắn không dính trời. Đã ý nhẹ nhàng, chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Easy. Trời ơi, chỉ cần một khẩu nhắm thôi. Đây còn thằng này, còn thằng này. Ui 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 ui. Trời ơi, má tí thì tông mình luôn. Thằng này nữa. Thằng này cướp xe, thằng này cướp xe. Chứ tụi nó đâu có đi xe bắn tải, đi xe van đâu. Easy. Em trai, đứng dậy. Đừng có sợ, có anh ở đây. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập game này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, cũng như hãy comment ở bên dưới những điều mà các bạn muốn mình cải thiện ở các video lần sau. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.